Alo. Alo, em không cẩn thận bị cụm đầu rồi, anh mau về với em đi. Em đang làm việc mà. Bây giờ anh về mau đi. Nhưng bây giờ anh không về được. Bây giờ mà anh không về với em là anh không còn yêu em nữa rồi, thế thì mình chia tay đi. Vậy chia tay đi.